FPT Shop tuần này có gì hot? FPT Shop sắm Samsung tặng 500 laptop, 100% trúng quà đến 1,2 triệu, laptop tặng thẻ ATM đến 12 triệu, tặng 10 học bổng trị giá 40 triệu đồng một suất trả góp 0%. Chào đón tàu mới iPhone iPad giảm 15%, tiết kiệm đến 2 triệu đồng. Đặt trước Samsung Galaxy J7 Gram cơ hội trúng 500 laptop Core i3, tặng bộ quạt sành điệu tai nghe Bluetooth iPhone chuẩn âm thanh nhà hát, thẻ nhớ 16GB lưu trữ nhiều hơn, giày selfie tiện ích hoặc trả góp lãi suất 0%. Oppo FOS sản phẩm bán chạy nhất tháng 8 trả góp 0% hoặc trả trước 0 đồng. Bao da ốp lưng kính cường lực và combo dán cho máy Oppo FOS ưu đãi giảm 40%. Đặt cọc phụ kiện kèm iPhone 7 ưu đãi giảm 30% khi mua 3 hoặc 4 mẫu phụ kiện sau: ốp lưng kính cường lực, sạc dự phòng Marco 7000mAh, loa Bluetooth Remax M7. Gọi 18006601 để được tư vấn nhanh, hoặc bạn có thể truy cập vào www.fptshop.com.vn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất. FPT Shop trân trọng từng giây phút được phục vụ khách hàng.